Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Phượng Vlog Cuộc Sống Quanh Tôi. Và đây là ba nàng á hậu của nhà em. Em là Hoa Phượng và đây là Phượng Anh. Đây là Thanh Phương. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Phượng và các bạn sẽ họp lớp, cho nên là tí nữa thì Phượng sẽ quay tất cả những cái diễn biến của chương trình họp lớp như thế nào cho tất cả mọi người cùng xem nha. Thì bây giờ là đang chờ đợi một số bạn đến đây nữa, rồi lát nữa sẽ di chuyển đến nhà bạn Oanh. Thì đi tới đâu thì Phượng sẽ quay lại, ghi lại tất cả những hình ảnh đó cho tất cả mọi người cùng xem nha. Nếu những ai quan tâm thì hãy đăng ký kênh và theo dõi Phượng nha. Đây rồi, và bây giờ thì tất cả các bạn đã tập trung ở nhà bạn Oanh. Thì nhà bạn Oanh luôn luôn là cái nơi trung tâm để tụ hội những cái lần mà gặp mặt như thế này. Và thật sự cái mùa xuân năm nay rất là đặc biệt, tại vì chúng ta đã trải qua 2 năm dịch bệnh và nay thì cũng đã trở lại cuộc sống bình thường rồi. Thì bạn bè hội ngộ đầu xuân năm mới thì rất là vui luôn, mà mừng mừng tủi tủi. Tại vì có một vài bạn là Phượng tới hơn 20 năm Phượng mới gặp lại, cho nên là rất là nhiều cảm xúc. Các bạn đây là toàn từ thời học tới thời vỡ lòng nha cả nhà. Hồi đó là tụi Phượng học lớp vỡ lòng là lúc 5-6 tuổi, rồi xong đó mới lớp 1 chứ không phải như bây giờ. Tại vì ngày xưa là chưa có được học mẫu giáo và trường mầm non, cho nên là học cái lớp vỡ lòng để biết chữ A O trước, rồi sau đó mới lên lớp 1. Đó thì là cái buổi tiệc nhẹ nhàng và ấm cúng đã được tổ chức ở nhà bạn Oanh và ghi hình lại cho tất cả mọi người và cả lớp xem. Những cái bạn ở xa và không về được thì xem thì cũng thấy đỡ nhớ phần nào. Thì năm nay là lứa của Phượng là cũng đã bước sang tuổi 46 rồi. Thì thật sự là để duy trì được cái tình bạn như thế này thì thật sự là cực kỳ là khó khăn và cũng rất là quý giá. Tại vì là không phải lớp nào cũng có thể duy trì được tới bây giờ. Và cái lớp Phượng thì thật sự là từ khi nhỏ tới giờ thì cái phong trào tất cả mọi thứ thì rất là vui, rất là lúc nào cũng dẫn đầu. Từ ngày xưa mà văn nghệ các thứ cũng rất là xông xáo, rồi là rất là vui luôn. Đó, cho nên là cái lớp này duy trì hàng năm luôn. Cứ mỗi năm Phượng về thì Phượng đều tổ chức. Nếu mà có bạn Giang nữa thì hai bạn sẽ phối hợp với nhau, còn không thì Phượng với bạn Oanh, các bạn ở nhà sẽ phối hợp để tổ chức. Đó thì trước khi mà các bạn đến thì một số hình ảnh cũng đã được chụp là Phượng đưa lên đây để cho các bạn cùng xem lại và cùng hoài niệm. Sau ít năm nữa mà xem lại thì sẽ thấy rất là vui, những trận cười rất là sảng khoái. Thì bạn bè lâu ngày gặp nhau thì không tíu tít, không có lúc nào ngơi luôn. Đó. Thì cái buổi họp lớp này tuy diễn ra nó cũng chỉ trong vài 3 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà đã cô đọng lại được rất là nhiều ý nghĩa. Và Phượng chúc cho tất cả các bạn sang năm mới sẽ bình yên, mạnh khỏe. Và xin chào tạm biệt.